Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm mở ra cơ hội cho các sản phẩm nông sản đặc hữu của các vùng miền trong cả nước, gia tăng kết nối và tiêu thụ sản phẩm. Thời gian gần đây, Bộ Công Thương và các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm nông sản đặc sản của Việt Nam vào hệ thống phân phối, đẩy mạnh phát triển tại thị trường trong nước. Năm 2022 là năm thứ 13 triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Điều dễ nhận thấy là các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trong và ngoài nước đã đồng hành cùng Bộ Công Thương, các địa phương tổ chức nhiều sự kiện giúp nông sản, đặc sản của Việt Nam có thị trường tiêu thụ ổn định trong nước và từng bước xây dựng thương hiệu. Trong đó nổi bật là các sự kiện như Hội chợ đặc sản vùng miền Hà Nội, Tuần lễ nông sản đặc sản Sơn La tại Hà Nội, Tuần lễ đặc sản tỉnh Hòa Bình, Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang, chương trình kết nối tiêu thụ vải thiều Thanh Hà, chương trình lúa rươi hữu cơ huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, v.v. Các hoạt động này đã hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ một số sản phẩm đặc sản của các vùng miền địa phương tới người tiêu dùng, các nhà phân phối, nhà hàng, khách sạn, góp phần khuyến khích hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn của các địa phương. Tổ chức cái lễ hội lần thứ nhất gạo rươi hữu cơ của Tứ Kỳ vụ xuân năm 2022, chúng tôi mong muốn rằng là được quảng bá các cái sản phẩm đã được chứng nhận hữu cơ trong cái thị trường trong nước để nâng cao cái hiệu quả kinh tế và quảng bá các cái sản phẩm cũng như xây dựng các cái thương hiệu để nâng cao cái hiệu quả kinh tế cho người sản xuất và phục vụ cái phát triển bền vững cũng như là mở rộng và nâng cao cái sản lượng nông sản hữu cơ trong nước. Chương trình lễ hội lúa rươi lần đầu được tổ chức tại vùng bãi khai thác rươi cấy thuộc xã An Thanh, vùng có 137 hecta được chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam. Sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cùng các đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thu mua, nhà phân phối tại sự kiện này đã cho thấy tầm quan trọng của các sản phẩm nông sản đặc sản chất lượng an toàn. Với vai trò của nhà phân phối kết nối tiêu dùng giữa người tiêu dùng và các nhà sản xuất về các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và những cái sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của các vùng miền Việt Nam thì tôi đánh giá rất là cao về vai trò của sản phẩm lúa hữu cơ, đặc biệt là những cái lúa mà nuôi trồng trên đồng lúa rươi như của Hải Dương. Đây là một sản phẩm mà có chất lượng và tính vùng miền rất là cao. Chúng tôi tích cực là truyền thông quảng bá những sản phẩm mang tính chất đặc thù vùng miền tiêu biểu như thế này trên chuỗi cửa hàng và siêu thị bán lẻ. Bán hàng chúng tôi bán hàng đa kênh, 5 kênh. Đầu tiên là kênh MT với hệ thống siêu thị trên toàn quốc thì Bảo Minh đã trải gài 4.000 điểm bán. Thứ hai là kênh GT là kênh chợ, nhưng kênh chợ chúng tôi cũng đưa cái dòng QR code vào để thấy rằng sản phẩm đảm bảo được tiêu chuẩn chất lượng cho đối với từ đồng ruộng tới bàn ăn. Thứ ba là kênh Horeca tức là khách sạn, nhà hàng và căng tin thì chúng tôi có những cái sản lượng tập trung để làm sao mà chất lượng được đồng đều. Và cái thứ tư là chúng tôi có kênh xuất khẩu và thứ năm là kênh phân phối. Thì chúng tôi tối ưu trong 5 kênh bán hàng và đặc biệt là kênh online. Là hiện giờ thì sau có mùa Covid thì thực sự kênh online cũng rất cần thiết trong cái giải pháp bán hàng. Thời gian qua, vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu đặc sản vùng miền đã được các cơ quan trung ương, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp quan tâm, tiếp cận và triển khai. Nhiều chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu đã được thực hiện từ trung ương đến địa phương. Quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản của Việt Nam cũng đã được tiếp cận theo xu hướng chung của cả nước trên thế giới, đó là xây dựng thương hiệu quốc gia và thương hiệu vùng, miền, địa phương. Gần đây, nhiều hoạt động hội chợ, chương trình kết nối giao thương, quảng bá sản phẩm đặc sản của Việt Nam được tổ chức đã tăng cường kết nối cung cầu cho các sản phẩm nông sản đặc sản Việt Nam. Các sản phẩm đặc sản được nhiều khách hàng quan tâm là trái cây tươi và chế biến từ các tỉnh phía Nam gồm chanh không hạt của Long An, thanh long, xoài. Một số các trái cây đặc sản phía Bắc gồm bưởi diễn, cam cao phong, vải thiều Thanh Hà, nhãn lồng Hưng Yên. Bên cạnh đó, chương trình kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến thương mại được Bộ Công Thương tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam đã thu hút sự tham gia của nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của các địa phương tham gia trưng bày như xoài, nhãn, miến rong Bắc Cạn, lúa gạo Long An, chè Thái Nguyên, cam, hạt sen Đồng Tháp. Các sản phẩm được giới thiệu tại đây đã góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu đặc sản vùng miền cho hàng nông sản Việt Nam. Xây dựng thương hiệu vùng miền và địa phương, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đặc sản gắn với nguồn gốc địa lý đã trở thành một chiến lược trong phát huy lợi thế đa dạng về điều kiện tự nhiên và văn hóa.
Đến nay Việt Nam đã bảo hộ trên 70 chỉ dẫn địa lý, hơn 600 nhãn hiệu tập thể và trên 100 nhãn hiệu chứng nhận được nhà nước bảo hộ. Rất nhiều loại sản phẩm đã được bảo hộ như là trái cây, gạo. Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận hay nhãn hiệu tập thể đang dần chứng minh vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm nông sản đặc sản của từng vùng miền nói riêng và Việt Nam nói chung.